bắt đầu từ chỗ này để đồ đạc. Tìm mày xếp cỗ cho Huy một lần nên lần sau Huy chỉ được cái ghế xếp thôi. Làm trong đồ đạc ra để ấy mà không phải tìm vãi cứt vậy đấy. Tao đi xếp rồi. Làm xong là lau đồ kiểm đồ như hôm qua. Tại sao ti van là mất hôm qua lần? Hôm qua cái ti van này mất ở cái góc kia, thế là ai đi là đá vào góc kia mất nữa. Tao lắp mày, mày xem tao lắp đúng rồi.